Xin chào mọi người. Bây giờ da của em đang trong những ngày cuối cùng trị mụn này. Vì là trong cái tinh chất trị mụn ấy, nó có cái chất làm khô cái cồi mụn ấy, cho nên là và đặc biệt là đối với cả những chị em nào mà uống ít nước ấy, thì da sẽ có cái hiện tượng là hơi bong nhẹ như thế này vào những cái ngày cuối cùng của cái liệu trình. Cho nên là em sẽ giới thiệu với mọi người một cái sản phẩm giúp mọi người hỗ trợ cho cái quá trình trị mụn nó được hoàn hảo hơn và luôn giúp da của mình nó đẹp hơn, nhanh đẹp hơn. Đấy chính là sản phẩm kem ong của Chao My Skin nhé. Đây chính là hộp kem ong B Cream. Cái kem ong này ấy, thì nó có hàm lượng dưỡng rất là lớn. Và đặc biệt là rất là lành tính. Ngay cả vết côn trùng cắn lên da của em bé cũng có thể bôi được. Cho nên là mọi người hãy yên tâm rằng là cái sản phẩm này phục hồi da rất là tốt. Và đặc biệt là nó giống như mật ong luôn, rất là thơm. Cái dạng đặc quánh nó cũng như vậy. Kem, cái chất kem bên trong ấy thì là nó có cái màu nó hơi giống như màu mật ong ấy. Và rất là thơm. Đặc biệt là mọi người để trong tủ lạnh ấy, thì dùng rất là tốt nhé. Em đã dùng hết một cái lọ, trước em cũng đã dùng một lọ kem ong này rồi. Cứ khi nào mà da em có cái vấn đề bị tổn thương, ví dụ như bị cháy nắng hay là bị dị ứng bất cứ một cái sản phẩm nào khiến cho da bị kích ứng, thì em đều sử dụng cái kem ong này để bôi lên, để làm lành cái thương tổn trên da và giúp da phục hồi nhanh hơn. Và đặc biệt là trong cái quá trình tái tạo thì kem ong đóng cái vai trò rất là quan trọng, cũng như là trong cái quá trình trị mụn, kem ong giúp cái phục hồi da của chúng ta nhanh hơn và nuôi dưỡng một cái làn da, một cái tế bào mới sáng mịn hơn rất là nhiều, cấp ẩm cho da, làm cho da rẻ mịn màng. Đấy, lọ bên trong nó có một cái nắp chống cho trượt kem nhé mọi người nhé. Này, đấy cái chất kem mà nó giống cái dạng gel trong như là giống như là thạch ạ. Màu thì có cái màu mà giống như màu mật ong, rất là thơm luôn nhé mọi người nhé. Hàm lượng dưỡng rất là cao, cho nên là mọi người thấy đấy, cái kem này mọi người mỗi một lần bôi chỉ cần bôi một ít thôi. Và đặc biệt là mọi người để trong tủ lạnh thì khi mà mình bôi lên da sẽ có cái cảm giác rất là sảng khoái. Đấy, mỗi một lần bôi mình chỉ cần chấm một vài điểm trên gương mặt như thế, xong đó dùng tay xoa đều lên da thì sẽ thấy rằng là cái sản phẩm này nó thấm ngay vào da của các bạn luôn và đem lại cái hiệu quả dưỡng chỉ sau một đêm. Tức là nhá, mọi người cứ thử, ví dụ như là mọi người hôm nào mọi người bị thấy cảm thấy da khô chẳng hạn, cảm thấy da mình căng khô hay là rát hay là có bất kỳ một cái hiện tượng nào bị kích ứng hay là bị cháy nắng, thì mọi người cứ sử dụng cái kem ong này bôi vào, xong rồi qua một đêm thôi. Sáng hôm sau ngủ dậy, mọi người thấy da của mình khác hẳn luôn, được cải thiện rõ rệt luôn. Đấy chính là cái độ dưỡng siêu thần thánh của cái em kem ong này. Đó. Và đặc biệt là lành tính đến mức độ mà có thể dùng cho cả em bé luôn nhé. Nếu em bé bị côn trùng cắn, kiến cắn hay là ong đốt hay là như nào đó thì cũng đều có thể sử dụng kem ong này được. Nó rất là lành tính, nó giúp làm phục hồi những cái vết thương, những cái thương tổn ở trên da của mình ấy. Mỗi đốt côn trùng cắn để có thể bôi được trên làn da nhạy cảm nhất như của da em bé. Thế cho nên là mọi người hãy bảo quản cái sản phẩm kem ong này ở trong tủ lạnh để mang lại cái hiệu quả nó tốt hơn. Đặc biệt là vào ngày hè hoặc là ngay cả mùa đông, da của mình ấy, khi mà mình luôn bôi một cái lớp kem lạnh lên ấy, thì cũng da nó cũng được massage thư giãn rất là nhiều. Đấy. Bình thường kem dưỡng da này, kem ong này cũng có thể dùng để dưỡng da nhé. Nếu như bạn nào mà có một cái làn da đẹp rồi thì cũng có thể dùng kem ong để duy trì cái làn đẹp, cái vẻ đẹp của làn da nhé. Xin chào.